Xin chào các bạn, để mừng tân gia nhà mới thì anh Đông có địa chỉ tại Văn Phú, Hà Đông. Anh đã đến HD Radio và lựa chọn cho gia đình mình một bộ dàn karaoke đến từ Anh Quốc. Một bộ dàn có giá trị trên 120 triệu đồng và đang được các bạn nhân viên của HD Radio có mặt tại nhà anh chị để tiến hành lắp đặt bộ dàn cũng như là setup hệ thống cho anh chị. Thì bộ dàn của anh Đông đang lựa chọn cho không gian nhà mới của mình sẽ là một đôi loa đến từ thương hiệu Waffarel có model là Anglo E10. Và đôi loa này được nhập khẩu tại Anh Quốc. Loa có đường kính loa bass là 25 cm, công suất liên tục của loa là 300W và công suất tối đa lên tới là 1200W, đang được bạn nhân viên của HD Radio tiến hành treo chiếc loa cho không gian phòng khách của anh. Kết hợp với đó là các hệ thống xử lý cũng đến từ thương hiệu Anh Quốc, như là một bộ mic không dây, một chiếc vang số JK Audio, kết hợp một chiếc cục đẩy công suất Waffarel Pro CPD 2600. Để cho chất nhạc tốt hơn, anh cũng lựa chọn cho gia đình mình một bộ đầu màn đến từ thương hiệu Việt Ca. Không thể thiếu đó chính là một chiếc loa sắp để tạo những cái âm bass chắc và lực tốt hơn cho không gian phòng khách của mình. Với một phòng khách không gian nó không quá to thì anh đã lựa chọn cho mình một đôi loa bass 25 nhập khẩu tại Anh Quốc. Thì hiện tại các bạn nhân viên của HD Radio đã tiến hành lắp đặt và setup xong hệ thống. Thì xin mời các bạn cùng cảm nhận chất âm của bộ dàn ngày hôm nay các bạn nhé. Trong gió nhẹ nhàng, vòng mùa trong đó nắng
Sunday Radio, nâng tầm giá trị giải trí.